chào anh chị và các bạn. Trước mắt anh chị và các bạn, đây là một chiếc xe Ben thương hiệu Sacman, mẫu cabin là H3000, công suất máy là 340 HP. Xe sử dụng lốp 1002, đây là loại lốp có xăm. Xe sử dụng động cơ là động cơ Weichai, tiêu chuẩn khí thải là Euro 3. Với cái dòng động cơ này thì quý khách hàng sẽ không phải mua thêm dung dịch xử lý chất thải, nó tiết kiệm được chi phí vận hành cho quý khách hàng và công ty. Bình hơi và bình dầu được làm bằng hợp kim nhôm chống han gỉ.